Thưa quý vị khán giả, dịp quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, một trong những cách để bày tỏ tình cảm của mình tới những người phụ nữ thân yêu là dành tặng cho họ các món quà ý nghĩa. Đáp ứng nhu cầu này, nhiều cửa hàng, điểm mua bán ở Bình Dương đã tung ra thị trường những sản phẩm mới và chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Hoa tươi là một món quà được lựa chọn nhiều nhất dịp lễ 8 tháng 3 hàng năm, bởi hầu hết phụ nữ đều yêu hoa, yêu cái đẹp. Thị trường hoa tươi tại Bình Dương năm nay rất đa dạng. Tuy nhiên, giá hoa cao hơn từ 30 đến 40% so với năm ngoái, thậm chí còn cao hơn cả dịp Tết Nguyên Đán. Theo các tiểu thương, nguyên nhân là do thời tiết lạnh kéo dài ở Đà Lạt khiến hoa chậm thu hoạch và khó khăn trong việc nhập hoa từ các nước khác về. Một tín hiệu tích cực là dù giá hoa cao nhưng lượng đơn hàng đặt hoa tặng ổn định, vì thế các cửa hàng vẫn tất bật nhập hoa, cắm hoa và giao hàng. Bên cạnh các loại hoa tươi truyền thống, dịp 8 tháng 3 năm nay, nhiều loài hoa nhập khẩu độc đáo, màu sắc bắt mắt được bày bán. Mặc dù mỗi bó hoa tươi nhập khẩu có giá tiền triệu nhưng rất hút khách. Hoa nhập là nó có độ bền lâu hơn những hoa thường, nó chịu được nhiệt cao nên là nó lâu héo. Xu hướng cắm là dạng cắm theo kiểu hiện đại, là phối hoa nó hài hòa với nhau, những loại hoa nó phù hợp với màu rồi yêu cầu khách hàng. Thị trường hoa quà tặng ngày 8 tháng 3 này thì nó cũng đang sôi động dần. Xu hướng hoa hiện tại bây giờ thì cũng rất là nhiều. Nó không chỉ những cái loại hoa truyền thống như ngày xưa của Đà Lạt mình hay trồng, mà hiện tại giờ có rất nhiều nguồn như nhập từ Hà Lan, Ecuador hoặc là Côn Minh Trung Quốc. Đặc biệt giờ hiện tại giờ một vài năm trở lại đây thì nó có rất nhiều cái giống hoa ngoại được trồng và được sản xuất tại Đà Lạt. Thế là có rất nhiều những cái mà người tiêu dùng có thể lựa chọn. Không chỉ có hoa, thị trường quà tặng cho ngày 8 tháng 3 mở rộng hơn với những món đồ thiết thực dành cho chị em phụ nữ. Đó là mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, túi xách hay vui chơi giảm giá tại các spa làm đẹp. Tùy vào lứa tuổi, sở thích và nhu cầu mà mỗi người có thể lựa chọn quà tặng phù hợp. Nhìn chung, giá các mặt hàng trên không khác so với giá bình thường, thậm chí thấp hơn do các cửa hàng đều thực hiện chương trình khuyến mãi như mua một tặng một, giảm giá, mua hàng lì xì tiền. Càng gần đến ngày quốc tế phụ nữ, sức mua các mặt hàng làm quà tặng càng tăng mạnh. Bên em vừa mới ra mắt thêm bộ sưu tập mới đó chị, thì cũng có nhiều mẫu mã với lại đa dạng mẫu để cho ví dụ như các anh có lại mua quà tặng vợ hoặc là bạn gái đó, thì cũng có nhiều mẫu hơn, với lại mấy chị cũng có nhiều sự lựa chọn. Hiện tại công ty bên em thì cũng có nhiều chương trình khuyến mãi mới nên là cũng có nhiều ưu đãi cho các chị với lại các anh có nhu cầu vào 8 tháng 3. Dịp 8 tháng 3 là cơ hội để các đơn vị kinh doanh kích cầu tiêu dùng, tạo thuận lợi để ai cũng có thể gửi gắm tình cảm yêu thương chân thành đến người bà, người mẹ, người vợ hay bạn gái thông qua món quà. Tuy nhiên, quà tặng quan trọng là tấm lòng. Vì vậy, bên cạnh những ưu đãi, các cửa hàng đơn vị kinh doanh đều tư vấn chu đáo, giúp khách hàng lựa chọn được món quà ưng ý.